Xin chào mọi người. Chiến thần ở rễ, Dương Thanh, Tần Thanh Tâm, chương 3711 đến chương 3715. Sắc mặt Lưu Khánh trắng bệch tới cực điểm, thân là võ giả thiên kiêu của Thiên Hải Tông lại bị một người trẻ tuổi xuất thân từ giới thế tục trấn trụ. Một cái chuyện này truyền về cổ võ trung giới, hắn sẽ triệt để mất hết thể diện. Thế nhưng là nếu như hắn cùng Dương Thanh chiến một trận, sợ là không có một chút phần thắng nào, thậm chí còn có khả năng chết trong tay đối phương. Chết tử tế không bằng tiếp tục sống. Người ta đây, chiến ý trên người Lưu Khánh dần dần tiêu tán, một vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Dương Thanh nói ra. Phóng tầm mắt khắp toàn bộ cổ võ trung giới, ngươi đều là thiên kiêu võ đạo số 1, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nói xong, thân thể của hắn chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Một đám võ giả Thiên Hải Tông tất cả đều kinh ngạc đến sững sờ. Lưu Khánh từ trước đến nay vẫn luôn cao ngạo, giờ này nhận thua rồi sao? Nhóm võ giả tinh nhuệ của chiến vực Trung Châu cùng tổng đội võ giả lúc này tất cả đều reo hò, từng người mặt mũi đều tràn đầy kích động. Thật tuyệt vời. Bùi Chính Quốc kích động song quyền siết chặt, cười lớn nói ra, bất kể là lúc nào tứ trưởng lão cũng sẽ đến, không để cho chúng ta phải thất vọng. Thiên kiều võ đạo của tông môn đỉnh tiêm tại cổ võ trung giới là như thế nào ? So sánh cùng tứ tướng lão cũng chẳng phải là cái gì. Mà Thiên Lan cũng phi thường kích động, gật đầu phù họa nói ra. Ông nói không sai, anh ấy chưa bao giờ để chúng ta phải thất vọng. Vô luận là giới thế tục cũng tốt, cổ võ hạ giới cũng được, hay là cổ võ trung giới bây giờ, anh ấy đều trấn áp một đời thiên kiêu. Nỗi lòng lo lắng của Hạ Hà lúc này rốt cục cũng buông xuống. Trên khuôn mặt hàn ý dọa người phải tránh xa ngoài ngàn dặm kia, nụ cười đã nhiều thêm mấy phần. Tại phương hướng Liên Minh Thú Hộ, sắc mặt Đỗ Ngọc Sơn khó coi tới cực điểm. Hắn vốn cho rằng liền có thể nhìn thấy hình ảnh một trận chiến giữa Dương Thanh cùng cường giả tứ phẩm thiên cảnh trung kỳ của cổ võ trung giới, từ đó có thể đại khái suy ra sức chiến đấu bây giờ của Dương Thanh. Nhưng để hắn vạn lần không ngờ tới chính là Lưu Khánh vậy mà liền dũng khí chiến một trận đều không có. Thấy Lưu Khánh từ bỏ chiến đấu, thân thể Dương Thanh cũng chậm rãi đáp xuống mặt đất, mà không đổi sắc nhìn về phía Lưu Khánh nói ra. Ta biết kết giới giữa cổ võ trung giới cùng giới thế tục đang biến mất. Không mất bao lâu nữa, cổ võ trung giới cũng sẽ giống như cổ võ hạ giới trước đây, triệt để dung nhập vào giới thế tục, cùng thế giới mới hiện tại trở thành một thế giới. Tất cả các thế lực tại cổ võ trung giới sẽ muốn tiến vào giới thế tục, sẽ dẫn tới phân tranh tại giới thế tục. Ta mặc kệ về sau sẽ như thế nào, ta chỉ biết ở giới thế tục hết thảy đều phải tuân theo quy củ của giới thế tục. Nếu như có người muốn phá vỡ quy tắc của thế giới thế tục, vậy ta sẽ cùng người đó đấu đến cùng, hoặc là tuân thủ phép tắc giới thế tục, hoặc là giết chết ta. Không giết chết được ta thì ta phải cố gắng tu luyện, chỉ cần ta không chết, một ngày nào đó ta sẽ khiến cho tất cả mọi người phải tuân thủ phép tắc giới thế tục. Lời này anh vừa nói ra khỏi miệng, hiện trường lập tức vang lên tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay đầy kích động của nhóm võ giả tinh nhuệ chiến vực Trung Châu cùng tổng đội võ giả. Thời điểm từng người nhìn về phía Dương Thanh, trong mắt đều đang tỏa sáng. Một mình đối mặt với hơn 20 tên thiên kiêu đến từ tông môn đỉnh tiêm của cổ võ trung giới, Dương Thanh cũng dám nói ra những lời ngạo mạn như vậy. Anh có thực chính là thần hồ mệnh của giới thế tục. Còn nhóm võ giả tinh nhuệ giới thế tục khác biệt chính là một đám võ giả Thiên Hải Tông sắc mặt đều vô cùng khó coi, giống như ăn phải ruồi. Bọn hắn rất muốn dạy cho Dương Thanh một bài học, thế nhưng ngay cả Lưu Khánh có thực lực mạnh nhất trong đám bọn hắn đều nhận thua. Bọn hắn tài nghệ không bằng người, căn bản cũng không thể làm gì được Dương Thanh. Cho dù có rất đến đâu cũng chỉ có thể chịu được. Lưu Khánh nhìn chằm chằm Dương Thanh nói ra, chúng ta chỉ là đệ tử Thiên Hải Tông mà thôi. Tại cổ võ trung giới cũng không phải chỉ có Thiên Hải Tông chúng ta, còn có rất nhiều thế lực đỉnh tiêm khác. Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng giới thế tục cũng chỉ có một mình ngươi. Ta ngược lại là đề nghị ngươi có thể cùng Thiên Hải Tông chúng ta hợp tác. Một khi cùng chúng ta hợp tác, mặc dù không cách nào tránh được những thế lực đỉnh tiêm khác, nhưng cũng có thể tránh khỏi đại đa số phiền phức. Nếu như ngươi nguyện ý, ta hiện tại để có thể đại biểu cho Thiên Hải Tông cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Dương Thanh thật sâu nhìn Lưu Khánh một chút, mặc dù nhân phẩm không ra hồn gì, nhưng
không thể không thừa nhận đối phương là một nhân vật co được, giãn được. Giống như Lưu Khánh đã nói, tại cổ võ trung giới cũng không phải là chỉ có một cái Thiên Hải Tông. Hôm nay anh ngăn trở thiên kiêu võ đạo của Thiên Hải Tông, ngày mai có lẽ sẽ còn có cường giả thế lực khác tràn vào chưởng khống giới thế tục. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Dư Thanh hỏi: người muốn hợp tác như thế nào? Lưu Khánh lập tức vui mừng, ánh mắt quét mắt qua đám người, lập tức mở miệng: chúng ta nói chuyện riêng được không? Dư Thanh gật đầu. Tại bên trong ánh mắt khiếp sợ của Lưu Khánh, chỉ thấy Dương Thanh đưa tay vung lên. Trong lúc đó, một cái kết giới cỡ nhỏ đã bao phủ lấy hai người. Trừ phi là cường giả có thực lực vượt qua Dương Thanh, nếu không, căn bản là nghe không được thanh âm của hai người bọn họ. Đây là bí pháp ẩn tàng mà Khương giới chủ truyền thụ cho anh. Đối với Dương Thanh mà nói, chẳng qua chỉ là một tiểu trận pháp, cũng không phải là loại trận pháp ẩn tàng do đại sư bố trí mà Lưu Khánh đang thầm nghĩ. Dương Thanh cũng không giải thích điều gì mà làm mở miệng nói ra: bây giờ chúng ta nói chuyện được rồi. Lưu Khánh trầm giọng nói: sau khi kết giới bị phá vỡ, cổ võ trung giới liền sẽ triệt để dung nhập vào giới thế tục. Nếu như ta không đoán sai, điều làm ngươi lo lắng nhất chính là sau khi kết giới bị phá vỡ, võ giả cổ võ trung giới sẽ ở giới thế tục làm sằng làm bậy, đúng không? Dương Thanh gật đầu. Chuyện này cũng không phải là bí mật gì so với cổ võ trung giới mà nói. Nếu như mở ra kết giới của cổ võ thượng giới thì bọn hắn cũng sẽ lo lắng võ giả cổ võ thượng giới làm sằng làm bậy tại cổ võ trung giới. Tại cổ võ trung giới, rất nhiều võ giả đỉnh tiên muốn mở ra kết giới cổ võ thượng giới. Từ đó, bọn hắn cũng có thể có được đầy đủ tài nguyên tu luyện, giúp bọn hắn tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Nhưng đối với những võ giả có cảnh giới thấp mà nói, lại là một điều cực kỳ tồi tệ. Mặc kệ từ lúc nào, cái gì khắp nơi đều là mạnh được yếu thua. Lưu Khánh tiếp tục nói: không nói gạt gì ngươi, lần này Thiên Hải Tông chúng ta tới đây chính là vì chuẩn bị cho kết giới sau khi vỡ vụn tiến vào chiếm giữ giới thế tục với quy mô lớn. Mà lại ta còn có thể nói cho ngươi biết, chính là không chỉ là Thiên Hải Tông mà các thế lực khác, vô luận là lớn hay là nhỏ, đều đang chuẩn bị tiến vào chiếm giữ giới thế tục. Chúng ta tới giới thế tục chỉ là mới bắt đầu, ngày mai sẽ chỉ có càng nhiều cường giả mạnh hơn đến giới thế tục, mà theo đà kết giới vỡ vụn càng nhiều thì thực lực của cường giả kẻ đến càng sẽ mạnh hơn. Bây giờ cũng chỉ có võ giả tứ phẩm thiên cảnh mới có thể tiến vào giới thế tục. Dựa vào tốc độ phá vỡ kết giới mà nói, nhiều nhất là trong thời gian một tuần, cường giả ngũ phẩm thiên cảnh cũng có thể sẽ đi vào giới thế tục. Sau một tháng, liền xem như võ giả có cảnh giới lục phẩm thiên cảnh đỉnh phong cũng có thể sẽ đi vào giới thế tục. Lời nói này của Lưu Khánh để trong lòng Dương Thanh cảm giác cấp bách nhiều hơn mấy phần. Thực lực của anh bây giờ rốt cục mạnh tới cỡ nào, ngay cả chính anh đều không rõ ràng. Chỉ biết mình hiện tại là đẳng cấp trúc cơ, thực lực tương đương với võ giả tứ phẩm thiên cảnh đến lục phẩm thiên cảnh. Về phần anh, phải chăng có thể cùng cường giả ngũ phẩm thiên cảnh chiến một trận hay không, thật đúng là không rõ ràng. Chẳng qua có thể xác định chính là đối mặt với võ giả tứ phẩm thiên cảnh trung kỳ, anh không có bất kỳ một chút áp lực gì. Lấy thiên phú võ đạo của người, chờ sau khi các thế lực tại cổ võ trung giới tiến vào chiếm giữ giới thế tục, tất nhiên sẽ bị thế lực các phương chú ý tới. Nếu là phía sau người không có một thế lực cường đại nào làm hậu thuẫn, sợ là chỉ có một con đường chết. Lưu Khánh tiếp tục còn nói: nếu như có thể, ta vẫn hy vọng ngươi có thể gia nhập Thiên Hải Tông. Thứ nhất là có thể có được một hậu thuẫn cường đại. Thứ hai, có thể tại Thiên Hải Tông trưởng khống quyền lên tiếng cũng đủ lớn, từ đó trợ giúp giới tiếp tục thiết lập pháp tắc mới. Đương nhiên, ta cũng chỉ là đề nghị. Nếu như ngươi cự tuyệt gia nhập Thiên Hải Tông, ta cũng sẽ thuyết phục các vị tiền bối trong tông môn tận lực kiềm chế đệ tử trong tông môn không được làm sằng làm bậy ở giới tiếp tục.